Ta ra quốc lộ 13 đây, bên trái là cái công ty của Tân Hiệp Phát, bên phải có nhà của đại gia Bảo tàng Dược Cổ Kiền. Cái ngôi trường mẫu giáo ngập úng luôn á các bạn. Chỗ tạc tượng. Bên này là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Đây, trước mặt chúng ta đây là cái cổng chào của tỉnh Bình Dương á các bạn. Chúng ta sẽ đi qua cây cầu Vĩnh Bình. Rồi qua khỏi cây cầu Vĩnh Bình này là chúng ta bước qua địa phận của quận Thủ Đức năm xưa, hay gọi là xa lộ Đại Hàng năm xưa. Đây là cầu vượt Bình Phước nha các bạn. Đường Hiệp Bình nha các bạn. Nếu chúng ta quẹo trái đường Hiệp Bình đó là chúng ta chạy ra đường Phạm Văn Đồng đó. Bên trái chúng ta là cái nhà máy cân Nhân Hòa các bạn. Siêu thị xa hơi à. Đang nâng cấp sửa chữa gì nữa đây. Đây các bạn, bên phải chúng ta là trường đại học lực cơ sở đầu tiên ha, cơ sở 1 đây các bạn. Đây trước mặt chúng ta đây là ga Bình Triệu năm xưa đây các bạn. Rồi, hello, chào các bạn ha. Thì sau khi sáng nay nguyên ngày chúng ta đã đi khám phá các phường của quận 12. Trước mặt chúng ta đó là đường Hà Huy Giáp ha các bạn. Cái góc ngã ba Hà Huy Giáp giao nhau đường Phú Long. Hướng này chạy về Bình Dương ha. Chúng ta đã khám phá cái chợ Thạnh Sưng ở dưới này rồi. Nguyên cái phường Thạnh Sưng, Thạnh Lộc. Rồi cái phường Thạnh Sơn còn lại với lại cái xã Thạnh Đông của huyện Hóc Môn. Trước mặt chúng ta là cái ngôi chùa Quan Âm. Mình đi đường Hà Huy Giáp hết rồi ha các bạn. Chạy qua hướng bên kia là đường Nguyễn Thị Lê Thị Riên với lại đường Lê Văn Khương đó. Thì chiều hôm nay chúng ta sẽ đi về lại Sài Gòn thông qua con đường quốc lộ 13. Đi về hướng Bình Dương ha các bạn, chúng ta đi về Bình Dương, đi về quốc lộ 13, đi về lại Sài Gòn, không đi đường Hà Huy Giáp để đi về quận Gò Vấp các bạn. Nếu chúng ta muốn đi về quận Gò Vấp, chúng ta quẹo trái này nè, là đi về Hà Huy Giáp lại đi qua quận Gò Vấp ha các bạn, đi về Nguyễn Oanh, đi về ngã năm Chuồng Chó đó. Thì chiều nay mình sẽ quay cái con đường từ bên quận 12 thông qua cái cây cầu gọi cầu Phú Long đó các bạn. Đây là cây cầu bắc ngang dòng sông Sài Gòn nối giữa quận 12 với lại tỉnh Bình Dương ha, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đó các bạn. Đây trước mặt chúng ta là chân cầu Phú Long. Thì cây cầu này được xây dựng vào năm 2008 đến năm 2012, 4 năm mới đưa vô hoạt động các bạn. Với tổng chiều dài là khoảng 600m ha. Bề ngang là khoảng 26m các bạn. 6 làn xe ha. Thì cái xưa thời Pháp thì cái cầu này nó là cái cầu sắt các bạn. Nó xây dựng, người Pháp xây dựng năm 1913 lận. Khi xưa nó là trực thuộc tỉnh Sông Bé đó. Nói giữa xã huyện Hóc Môn đi qua bên tỉnh Sông Bé hồi xưa, Thủ Dầu Một tỉnh Sông Bé hồi xưa. Đây ha các bạn, bên phải là sông Sài Gòn, hướng đó là chạy về cầu Bình Triệu đó các bạn. Từ đường Hà Huy Giáp của quận 12 thông qua cây cầu Phú Long này chúng ta sẽ ra đến quốc lộ 13 ngay cái trạm thu phí, ngay cái cổng chào của tỉnh Bình Dương, thành phố mới Bình Dương luôn ha. Chúng ta sẽ đi qua cái cổng chào rồi đi về lại Sài Gòn thông qua cái quốc lộ 13. Quay nguyên cái con đường này cho các bạn xem. Những ai ở Củ Chi, Hóc Môn mà muốn ra bến xe miền Đông là phải đi đường này, đi đường Hà Huy Giáp là đi vô Gò Vấp, đi vô sân bay thôi. Một cái ra xe hơi quá trời lớn ta.
khỏi cầu Phú Long đó là nơi đây trực thuộc phường Lái Thiêu nha các bạn. Phường Lái Thiêu là trực thuộc thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Đây ha các bạn, qua khỏi cầu Phú Long khoảng chừng 300m là chúng ta ra quốc lộ 13 đây. Đây quẹo trái là trạm thu phí quốc lộ 13 hướng về thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương. Đây cũng gọi là con đường đại lộ Bình Dương. Rồi chúng ta quẹo phải, cứ thẳng đường này là chúng ta về đến ngã tư Bình Phước, ngã tư Bình Triệu, cầu Bình Triệu ha các bạn. Từ đây mà chúng ta về đến ngã tư Bình Phước là khoảng 9 cây. Mật độ thì thôi khỏi nói. Bên trái là cái công ty của Tân Hiệp Phá. Một đại gia bẩn. Kiến ăn cá, con ngài cá ăn kiến, cá ăn kiến rồi con ngài kiến ăn cá. Hai bên đường quốc lộ 13 hướng từ cổng chào Bình Dương ha, về đến ngã tư Bình Phước, về đến Bình Triệu, ngã tư Bình Triệu, về đến cầu Bình Triệu các bạn. Hai bên đường rất nhiều các showroom xe hơi, cửa hàng xăng dầu. Đây là Ủy ban dân Vĩnh Phú, phòng khám đa khoa phường Vĩnh Phú. Những con đường, những con hẻm có tên là Vĩnh Phú 27, 29. Cái dự án gì đây, là đường Vĩnh Phú 27 nè, showroom Volvo đóng cửa lên đường luôn rồi. Đây showroom Hyundai chốt thành bắt xe tải với xe buýt thôi. Cái bãi để xe của showroom Hyundai thuê à. Bên phải có nhà của đại gia à. Bảo tàng dược cổ kiền. Nhà của đại gia bên Đông Y. Vĩnh Phú 23 ha. Chạy vô trong đó là những nóc cống ha. Đó. Cái ngôi trường mẫu giáo ngập úng luôn ha các bạn. Đây hiện tượng bắt đầu là triều cường dân nè ha. Sống gần với khu vực phía sau này là mép với lại dòng sông Sài Gòn ha các bạn. Xe tải bóp kèn kinh hồn luôn.
khu 17A. Ở đây trực thuộc phường Vĩnh Phú. Của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Còn nghệ nhân cả quỹ đất quá trời bự đã được rào chắn lại rồi, một đồng chí nào thâu tóm. Bên này là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6112D. Đây, trước mặt chúng ta đây là cái cổng chào của tỉnh Bình Dương đó các bạn. Ta sẽ đi qua cái cầu Vĩnh Bình, đi trên quốc lộ 13 qua khỏi cầu, chúng ta bước qua địa phận của Sài Gòn. Bên phải là Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc ha. Xa xa đó là nhánh sông Sài Gòn các bạn. Rồi qua khỏi cây cầu Vĩnh Bình này là chúng ta bước qua địa phận của quận Thủ Đức năm xưa, bây giờ là thành phố Thủ Đức, nó trực thuộc phường Hiệp Bình Phước nha các bạn. Cần tẩu xe xúc mấy cái ba lết nói quá ta. Hàng nội địa Nhật còn cũ cũ xíu, hàng đó giống hàng Trung Quốc quá. Trời ơi, căn nhà siêu nhỏ luôn, cho thuê làm cái trạm thu phát 3G 4G của hệ thống Mobifone, Vinaphone, Metro, cửa hàng 47, không có số ở trong đó, có nghĩa là hàng cửa hàng chính hiệu các bạn. Ghi là cửa hàng số 47 có nghĩa là ủy quyền rồi. Cửa hàng 47 không là ok. Phân biệt giữa cửa hàng chính hiệu với lại cửa hàng ủy quyền.
thông qua cái biển. Các bạn, chúng ta ra đến quốc lộ 1A hay gọi là xa lộ Đại Hàng năm xưa. Đây là cầu vượt Bình Phước nha các bạn. Đây là ngã tư Bình Phước. Về phải đó là chúng ta chạy về ngã tư An Sương đó. Bên trái này là chạy về ngã tư cầu vượt Linh Sơn. Đi về ngã ba Suối Tiên. Đó là một phần của vành đai 2 ha. Tuyến vành đai 2 bao trọn cái thành phố Hồ Chí Minh. Con tường xa lộ Đại Hàng năm xưa đó là xây để bảo vệ cái sân bay Tân Sơn Nhất chống các cuộc đánh phá từ phía Củ Chi, Hóc Môn. Xa nhìn thấy cảnh máy bay đang hạ cánh xuống khu vực Gò Vấp. Chúng ta đang đi trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương chạy về trung tâm Sài Gòn, chạy về đến ngã tư Bình Triệu, cầu Bình Triệu nha các bạn. Đây là Ủy ban dân phường Hiệp Bình Phước của quận Thủ Đức, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Đây là cửa ngõ phía đông hướng của các tỉnh Tây Nguyên các bạn, từ Bình Phước, Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên muốn đi vào trong Sài Gòn là thông qua quốc lộ 13, thông qua cây cầu Bình Triệu. Đường này mỗi dịp Tết đến với lại dịp lễ là chỗ này nó đông kẹt cứng xe. Cây cầu nút nhỏ, chỗ này đúng là nhỏ thiệt. Cây cầu này nó giống như cái nút thắt cổ chai, chỗ này cũng thường xuyên kẹt xe. Phía nhánh bên kia chừng 2 chiếc xe giường nằm hay là kẹt cứng cái con đường, mé bên đó hẹp hơn rất là nhiều. Chỗ
này là khu dân cư ra vô liên tục. Đường Hiệp Bình nha các bạn. Nếu chúng ta quẹo trái đường Hiệp Bình đó là chúng ta chạy ra đường Phạm Văn Đồng đó. Bên trái là những trạm xăng dầu rất là lớn ha. Bên trái chúng ta là cái nhà máy cân Nhân Hòa các bạn. Một thương hiệu làm cân rất là nổi tiếng. Xây dựng thương hiệu mấy chục năm trời. Siêu thị xe hơi à, BMW quá trời luôn, lít sạch. Kế bên là showroom Hyundai. Rồi về đến đây là kẹt xe đây. Về đến đoạn này là chúng ta gần đến tới ngã tư Bình Triệu rồi các bạn. Ra Bình Triệu năm xưa đến nhà thờ Fatima đó. Trên đoạn quốc lộ 13 cái khúc này qua hai cây cầu rất là giống nhau. Thắt cổ chai chỗ này. Hai cây cầu rất là nhỏ. Đang nâng cấp sửa chữa gì nữa đây. Kia. Trạm xăng dầu. Quán Highland Coffee khá là đẹp là mới thành. Nằm trên quốc lộ 13 trục phường Hiệp Bình Phước,
bên trái chúng ta là trực thuộc Hiệp Bình Chánh nha các bạn. Đây tiếp tục là showroom Mazda nữa nè. Đây các bạn, bên phải chúng ta là trường Đại học Lực cơ sở đầu tiên ha, cơ sở 1 đây các bạn. Đó, hình thành từ những năm 1996 nha. Và quẹo vô hẻm này là chúng ta đi vào nhà thờ Fatima bên đạo Công giáo ha. Trường Đại học Lực thì có 3 cái cơ sở đó. Trong cái video khám phá ở phường Long Phước, quận 9 đó, mình có nhắc đến cái cơ sở thứ 3 đó. Đây là showroom của Mitsubishi. Bên đó trực thuộc phường Hiệp Bình Chánh, bên này là trực thuộc Hiệp Bình Phước của quận Thủ Đức năm xưa, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Đây là đường rầy xe lửa chạy qua cây cầu Bình Lợi, cầu sắt đó các bạn. Đó, cầu sắt năm xưa đi về hướng trung tâm vô cầu, vô ga xe lửa, ga Sài Gòn. Đây trước mặt chúng ta đây là ga Bình Triệu năm xưa đây các bạn. Ngay cái mắt kính số 1 đó, nguyên cái quỹ đất khi xưa đó là ga Bình Triệu ha. Đây là quốc lộ 13. Trước mặt chúng ta đây là cầu vượt Bình Lợi. Đường Phạm Văn Đồng hướng đó là về trong thành phố Thủ Đức. Đi về ngã tư cầu vượt Linh Xuân đó các bạn. Hướng này là về sân bay ha. Đi thẳng đến là chúng ta sẽ đến cầu Bình Triệu. Đi vô bến xe miền Đông. Bến xe miền Đông cũ. Rồi toàn bộ khung cảnh tại cái nhà ga xe lửa năm xưa. Đây có trạm xăng dầu mới mọc sau này thôi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.